Mày ra sớm xíu nữa tao quay mày mèo. Ừ. Mẹ 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 mà có quay chứ. Mày nhảy lên được đó. Ừ. U mẹ ơi. Rất cái biết là bi hết nghe chưa? Thấy rồi. Đi đâu rồi? Cha có bài chí gì là sao không biết không hiểu luôn không điểm à cứ ai em ăn đang đủ 10 điểm là được biết rồi hồi xưa bọn em gọi là cha bờ bài chí quen rồi bài chí he tiên trùng tiên hồi xưa an tiên là tiên an tiên á đúng không nhớ rồi nhớ rồi an hết quân rồi thôi đúng không bị gan vậy do mấy đứa nhỏ đi là bị nay em đang nhỏ mắt chân mắt rau kìa wow nó đổ gan lại hả bị mấy cái sao câu quần quần đâu trong đó chứ đâu mà cô chú cứ kệ mấy cho tủ lạnh á không gọi hiền hử mấy chỗ tủ lạnh đó để ra chỗ nó đó móng tay của em giờ tự nhiên nó yếu như vậy nó cụp 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 như vậy ôi con ngáy sao mấy ngày nay gặp toàn mụn mụn cứng không á mụn cũng to mà đúng không ừ. Tự nhiên em chủ móng tay mà em thấy yếu nhát luôn nè mày chịu đau cũng dở à mày mày đau anh biết khỏe chứ sợ đậm á kìa mày không đi kỹ còn hơn người tiếng nữa chỗ cái lông mũi thì chập nhũ xíu nè đi rồi đào tiếp chứ em mẹ nói như đúng rồi chi chiếc rồi nó nhiều gì à cô ly qua tiếng đâu gọi là máy đúng không con ly đi hồi tới đi chắc đi quải nữa hả con ly hồi tới đi on the radio nữa hả đi vân na hả con ly đi nhắm bọn con ly hồi tới lên đùa đó bố mẹ có bộ đùa rất dễ thương này hả à. Giao tới mà váy đó à? Chắc thế. Váy đó mới mua à? Chắc đem thêm mặt thôi. Ừ. Tối nha. Bộ ngồi tối. Nó là đoạn đi luôn mà ta. Chắc vậy. Mà tao thấy nó thay đồ à? Hả? Còn lấy cũng đâu có thay đúng không? Ừ, hay bà đi đâu quá. Bà đi đâu quá, bà thay hết.
mà tới em lên lời em cũng không biết nữa. Con bay ăn nhất á. Tiếng lành à, bà đó bọn em gọi là bà câu cá. Ừ, đúng rồi đó. Đúng hả? Đúng, đúng. Giờ nhớ chắc biết sao nhàn luyện tụ đơn á. Nhàn luyện tụ đơn cái gãi đùi gì trước. Ừ. Cho khỏe. Khỏe thì cũng không bao nhiêu. Đùi tái á. Đùi tái mình có mua thêm chi mình xích thì. Cũng dễ hả? Ừ. Ừ, khỏe. Hầu nhiều khi mình xách nhiều quá rồi. Nhiều đi mấy ba, hầu nhiều khi quanh đùi cũng có nữa. Mấy người ở bên Nhật gửi cái đồ Việt Nam thì gửi cho bên kia rất là khỏe. Đó bên chi? Gửi bên giao hàng cao tốc á. Ừ. Nhanh á. Bô lao. Nhanh nào mà hàng, chỉ có hàng điện thoại rồi thì lâu. Họ gửi máy bay nhanh nào không mà? Hàng điện thoại máy bay thì khoảng mười mấy 20 ngày khoảng đó. Còn mỹ phẩm thì nhanh khoảng 10 ngày. Ký cô. Ký thì điện thoại chắc cũng có 1 triệu. Tiền bảo đảm nữa. Đi gửi người này người kia mẹ thật đem về mẹ lắm. Đúng bọn em nói con cao chứ. Được sao đi chắc qua hả luôn. Mình nói giỡn nên mình nói thiệt. Thẹn kiểu sống tình cổ mới kìa. Nhớ khá trời. Mỗi lần mà đi hốt lớp đi học lớp mới kìa. Gọi video rồi co rồi khá và tổng. Mình đang ở luôn kìa đó. Nên nói nha, biết gì chắc anh nói giỡn. Nói giỡn chứ thấy mấy đứa ở thời gian tháng chán. Ừ. Với lại biết ra ở luôn mình nó cũng không, cũng cuối cùng mình cũng là đi làm thuê mít. Ừ. Mình phải tập nghiệp cho mình chứ còn. Chung lại làm kiếm số giống gì. Ừ, chứ còn cứ ở mình nó cứ đi làm thì cứ cứ mới làm thuê làm mấy con trai mà con gái thì gì. Nói cho thôi chứ ơi mà qua đó bảo là của đi bà. Ở bên kia chán á, bởi vì chán á. Việt Nam mình làm xong về còn chơi bời với bên đó. Ừ. Chơi bời chứ. Hồi xưa nó hà cấp ba đó, nó có hơi ông anh đi đi nước ngoài luôn á. Cái nó sướng lắm. Không có thở, nó dùng iPhone mình chẳng biết cái gì. Chung là sướng. Đầy đủ. Hồi xưa vậy thì mẹ dùng cái điện thoại iPhone tao nói thôi á. Hồi xưa iPhone nam là mấy cái. Ừ, thời nãy mà tao nói có cái điện thoại là dễ như là à, da đó. Lần đầu tiên mua cái điện thoại này yên. Hồi hồi trước giờ toàn ba mẹ cho tiền không à. Em cũng vậy, cũng có cảm ứng. Có một cái duy nhất là làm xong rồi đó. Ừ, mà em chưa mua cái này. Cái đây lần đầu tiên mua. Chưa mua cái mua là cảm ứng luôn. Ừ. Và cũng chưa, và tới bây giờ vẫn chưa mua. À. Mẹ ngủ dứt cái chân nước quá. Má đi. Rung. Ừ, anh đủ nước mát rồi. Ghi chơi có để có động lực quánh thôi chứ không.
Gì chị? Kỳ dữ quá. Tin vui mới này đâu có chung tiền nữa đúng không? Ừ, giống như ghi cho có động lực để quách ha. Cái không ghi quách không không, không vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.